Xin chào, tôi là chú Tễu. Xin chào. Chiếc mặt nạ mà tôi đang cầm ở trên tay rất là đặc biệt. Nguyên liệu để làm ra nó không phải là nhựa mà là giấy. Thế nhưng mặt nạ này rất là bền, có thể dùng được đến vài năm và có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã khác nhau, mang đậm nét đặc trưng văn hóa dân gian. Người ta gọi đây là một chiếc mặt nạ giấy bồi. Và hiện nay ở phố Hoàng Than thì có một gia đình nghệ nhân duy nhất đã theo đuổi nghề này trong suốt 30 năm. Ngay bây giờ hãy cùng tôi đến đó để tìm hiểu, học cách làm ra một chiếc mặt nạ giấy bồi. Chào cô ạ. Ừ. Cô đang làm gì đây cô? Cô đang quấy bột sắn này để làm thành hồ đây, để làm mặt nạ giấy bồi này cháu này. Cháu thử ngửi xem nào. Đấy, cháu thử ngửi. Có thể là mình ăn lắm. Được. Đúng là cái loại sắn loại một của khác, đấy, rất là thơm. Mà nó lành tính cháu ạ. Dạ. Cô làm đây, thế bây giờ cháu có thể học làm cái mặt nạ giấy bồi này luôn được chưa ạ? Cháu phải đi lựa, chọn, mua một ít giấy A4. Dạ. Cái thứ hai là lớp bìa, cái thứ ba học sinh và giấy báo. Thì vâng, về đây cô sẽ chỉ bảo cho cháu, dạy cháu làm cái mặt nạ này. Vâng, thế thì cô chờ cháu một lát nhé. Em bây giờ tôi sẽ đi tìm đủ những thứ giấy mà cô Lan yêu cầu. Ông ơi, nhà mình có thừa tờ giấy báo cũ nào cho con xin được không ạ? Cô Lan ơi, cô đã bắt đầu làm rồi đấy ạ. Cháu đã mang đủ các loại giấy cần thiết về rồi đấy cô. Có giấy A4 này, giấy học sinh, giấy báo với cả giấy bìa. Được rồi cháu ạ. Để làm được một chiếc mặt nạ giấy bồi thì phải rất là khéo tay, tỉ mỉ và công phu, xé rất nhiều các loại giấy khác nhau. Và chúng ta phải bồi từng cái lớp giấy lên một, đạt đến một cái độ dày nhất định. Và chính vì vậy được gọi là mặt nạ giấy bồi. 1, 2, 3. Sao nào? Ôi trời, chết rồi. Mắt bị rách rồi. Không sao, cái đấy chắc sửa được coi nhỉ. Trông nó hơi lồi lõm, hơi nham nhở một tí. Nhưng mà xem ra vẫn ra hình dáng một con trâu. Một cái mặt của trâu đúng không? Thành quả đầu tay bao giờ nó cũng hơi vụng về một chút cô Lan ạ. Nhưng cháu nghĩ thế này là cũng được đấy, lần sau mà làm thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi đang đeo một chiếc mặt nạ chú Tễu hoàn chỉnh, còn đây là một cái phôi mặt nạ chưa vẽ. Ngay bây giờ là cơ hội rất tốt để tôi thử xem là cái hoa tay họa sĩ của mình đến đâu. Để hoàn thiện một chiếc mặt nạ giấy bồi, người nghệ nhân phải sơn rất nhiều lớp cho từng chi tiết trên mặt nạ, sau đó đem phơi nắng cho thật khô. Công đoạn này thường mất từ 4 đến 5 tiếng. Rồi, đã hoàn thành rồi, bí mật. Cô chú nhận xét tác phẩm của cháu thế nào ạ? Cháu vẽ không phải là mặt Tễu mà là mặt Chu Bát Giới. Chu Bát Giới hả cô? Thế còn chú nhận xét thế nào, xem có khác cô không? Cứ trông cũng giống cô nói, cháu ở để chịu khó đến tập huấn nhiều ngày, may ra thì coi vẽ được. Tôi chết là sợi thế nhỉ? Tôi đã đầu tư rất là nhiều công sức và tâm huyết vào tác phẩm nghệ thuật này mà bây giờ sao cô lại bảo giống Chu Bát Giới là sao nhỉ? Sau một ngày tìm hiểu thì tôi nhận thấy rằng nếu bạn muốn làm một chiếc mặt nạ giấy bồi thì bạn phải tuân theo một quy trình hoàn toàn thủ công, và ngoài ra bạn còn phải đặt cả sự chăm chú và tâm huyết của mình vào đó nữa. Và tôi thấy rằng những chiếc mặt nạ giấy bồi thực sự là những đồ chơi dân gian rất ý nghĩa và có tính giáo dục cao, vì đã đưa những hình tượng dân gian như con trâu, con thỏ, con hổ hay là chú Tễu đến gần hơn với trẻ em Việt Nam.